trống giao thừa điểm báo năm cũ bước qua năm mới đến. Đây là khoảnh khắc giữa năm cũ và năm mới. Louder please. Volume up. Nó 50 hình vượt trong qua một khó khăn trở ngại dây tiếp tục đẩy mạnh công cụ đổi mới là TSC thì phát huy tối đa nguồn lực 35 là 325 mình nâng cao của ngày là TSC 6 hình đồng dây cho nên nó sai giữa 50 và 60 thắng lợi công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nên nó sẽ cho cái sự phát của nhân dân ta. Tôi chúc kiều bào ta ở nước ngoài năm mới cố gắng mới tiến bộ mới. Thấy ông đọc không? Quý đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, tôi chúc mừng năm mới như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, hân đặt tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc khi đua đánh giặc Mỹ, đứng lên đoàn thắng ắt chuyển ta. Bà con quê hương Vĩnh Long cũng dân trung nghiệp á, dân trung nghiệp, tập sáng trung nghiệp rồi chúc sức bà con gì ông nghiệp không gia đình yên vui hạnh phúc. Giờ em đưa ngồi lên bàn bạc kiểm điểm cuối năm nè. Em tham gia sẵn em nhé em nha. Thì gọi về chúc Tết năm mới rồi nè. Rồi giờ cho chị kiểm điểm nha. Bây giờ chi kiểm điểm nè. Cuối năm chi này vậy. Về kinh tế mình muốn cưới vợ thì phải phải kiếm tiền bỏ túi cho nó nhiều nhiều chút xíu. Để mà mình phải sống ở Sài Gòn mà chứ đâu phải sống ở đây đâu. Phải có một cái tiền tương đối ổn định. Ví dụ như có tai nạn hoặc có gì xảy ra thì sao? Nói chung cũng khó mua bảo hiểm rồi. Nên là bây giờ thì kệ tới đâu tính tới đó, giờ thì làm chưa có dư, nhưng mà để nếu mà liều thì cũng được, để từ từ tính, chừng nào có thì ok hay thôi.